game ơi. Anh ơi lần game, anh ơi lần game, anh ơi lần game. Anh ơi lần game ơi. Ơ, đi cái gì vậy? Không dậy đi, dậy đi. Ủa, sao em đi, sao em biết đường vô đây vậy? Hồi nãy em đi qua thăm anh á. Cái em thấy có ổng. Cái em bước vô. Ủa? Tự nhiên tới chỗ này luôn hả? Ủa vậy là cái cổng nó vẫn còn nằm ở nhà luôn hả trời? Vậy mà anh tưởng nó không còn nằm ở đó cho nên là anh ở đây luôn nè. Nói chung là đây là một cái món quà mà anh đã được một cái người bí ẩn nào đó tặng. Hờ hờ, ghê không, đẹp không, đẹp không? Wow. Ủa thế mà tự nhiên em đến kiếm anh làm gì vậy? Em có này điều này muốn hỏi anh. Em biết anh là bậc thầy của chiếc chứ. Em định tạo một cái map á mà anh sẽ là hướng dẫn em sử dụng tiền tệ một cách hợp lý không? Thật là hợp lý và hiệu quả. À, ta tiền tệ giống như trong map mà King Miner đúng không? Đúng không? Đúng rồi chứ. Ok, chiếc gơ đó thì cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nó cũng có một số cái gọi là cái chuyện như cái trick á. Chỉ có những người làm rồi mới biết thôi. Ok, rồi bây giờ thì em cứ đi về đi. Anh sẽ làm một cái bài hướng dẫn cụ thể xong rồi gửi mail cho em. Ok, em cảm ơn anh nhiều nha. Ok, vậy thì em cứ đi về đi. Anh sẽ gửi cái bài hướng dẫn cho em vào cái ngày gần nhất nha. Và nhớ nhắn với các thành viên khác của Redactor là anh ở đây rất là an toàn cho các bạn biết. Và rảnh thì dẫn các bạn đến thăm anh. Ok, cảm ơn em nha, bye bye, bye, bye. Ok, lối ra chỗ nào vậy anh? Lối ra ở đây nè, đường đi mình cũng không biết nữa. Đây, tôi dẫn em đi một vòng, đi qua đây, đi qua đây. Tôi nhìn đi lạc đó, rồi, đó, đi ra đây. Rồi, đuổi, bye bye, không tiện. 23 thanh xuân lần đầu tiên được trai tiễn về anh ạ. Bye bye anh nhá. Bye bye em. Bye bye. Giữ thử nha. Vâng. Ok, hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Alien Game. Và như các bạn thấy, mình vừa mới được bạn Fanzy, thành viên thứ 6 của Redactor đến thăm bạn ơi. Và bạn Fanzy đang có thắc mắc về một cái trigger, đó chính là trigger tiền tệ. Giống như mà những bạn nào đã từng chơi cái map King Miner, một cái dạng map simulator đầu tiên của Alien Game thì các bạn cũng biết rồi ha. Mình sử dụng đến 3 loại tiền tệ ở trong con map đó lận. Đó, và mình biết được là rất nhiều bạn cũng đang thắc mắc sử dụng tiền tệ như thế nào cho cách chính xác nhất. Thì ngày hôm nay thì bên cạnh hướng dẫn cho bạn Fanzy thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn nha. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì bạn nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, nút chuông đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái clip trong tương lai nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái hướng dẫn trigger. Yo! Rồi, thì hiện tại mình đang đứng ở ngoài khu vực hướng dẫn trigger nè mọi người ơi. Các bạn nào mà đã xem cái clip trước thì các bạn biết rồi ha. Đây là một cái món quà rất là tuyệt vời của một cái vị bí ẩn nào đó đã tặng cho mình một cái trạm nghiên cứu Alien Game nha mọi người. Bạn nào chưa xem thì nhớ xem lại clip đó để chúng ta biết rõ hơn về cái này nha. Rồi thì ở đây các bạn đã thấy mình đã set up sẵn một khu vực ở để hỗ trợ cho cái trigger này. Và ở đây có búp bê Alien Game. Bạn nào không biết là các bạn đã tải búp bê này chưa thì bạn Arthur trong thành viên của Redactor đã đăng cái các búp bê của Redactor, thành viên Redactor lên trên thư viện mô hình rồi nha bạn. Đó, và đây là búp bê Alien Game nè. Ở cute home, cute home. Tui đó, nhớ tải nha mọi người. Rồi, thì ngày hôm nay thì sẵn tiện bên cạnh mà chúng ta hướng dẫn trigger này thì chúng ta review luôn cái búp bê mô hình Alien Game đẹp trai dưới thương thông minh tài năng gia đình khắp vũ trụ nha. Đó, chúng ta chuyển góc nhìn này để xem cận cảnh nè các bạn. Ha ha. Đó, có animation luôn nha bạn. Ê, hai cái tay đang điều khiển cần gặt nè, ghê chưa. Và mình cũng có chỉnh thêm cho cái búp bê này là nó có cái độ nhúng lên nhúng xuống cho giống như là đĩa bay đang bay vậy các bạn. Thì ở đây, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm trigger tiền tệ này. Thì để làm được một trigger tiền tệ nó chỉ là một cái yếu tố phụ thôi. Đó, thì các bạn nên xem lại cái video hướng dẫn trigger đầu tiên của mình. Đó chính là hướng dẫn trigger cửa hàng tự động nha mọi người. Đó, với cái trigger cửa hàng tự động thì các bạn có thể làm một cái cửa hàng như vậy. Sau đó thì mình mua đồ thôi và sử dụng cái tiền tệ nữa để cho nó trở nên một cách thực tế nhất khi mà chúng ta chơi những con map simulator hay là những con map RPG gì đó. Thì ở đây, bây giờ mình sẽ test cái trigger này trước khi hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi, hiện tại thì mình đã chuyển sang chế độ game rồi nha mọi người. Thì ở đây để mình test cái trigger. Thì đầu tiên ha, như các bạn cũng đã xem những cái clip hướng dẫn trigger của mình về cái cửa hàng tiện lợi thì các bạn biết rồi. Thì đầu tiên chúng ta vào cái gương này, lấy ra 10 xu. Hiện tại thì đây là cái Alien Coin. Mình đã cài đặt cái trigger đầu tiên là khi click vào cái nút này mà mình có 10 Alien Coin thì mình sẽ được một búp bê Alien Game. Bấm vô thử nha. Đấy, thông báo sẽ hiện lên là đã mua búp bê Alien AG con trừ 10. Đó, là trigger mua hàng bình thường thôi đúng không? Bạn thắc mắc với mình làm sao để sử dụng tiền tệ một cách hiệu quả và hợp lý nhất. Thì các bạn chơi những cái map của mình thì các bạn biết rồi ha. Thì map của mình thường sử dụng đến 3 loại tiền tệ lận.
Ví dụ như map King Miner thì kiểu như là 100 Alien Coin sẽ bằng 1 Tilum, 100 Tilum sẽ bằng 1 Dolian. Đó, thì làm sao để mình có thể sử dụng hiệu quả được cái giá trị tiền tệ này? Ngày hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn về cái trick, cái trick để các bạn sử dụng những cái trigger sao cho nó hợp lý nhất nha. Rồi, đầu tiên thì mình đã mua thử bằng con rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra, ở đây mình còn có được 1 đô liền nữa nè. Thì bây giờ nè, ở đây á, búp bê Alien Game này mình đang cài cái giá là 10 AR coin giống như hồi nãy đúng không? Thì bây giờ mình cài trong cái map này 100 Alien coin sẽ bằng 1 đô liền này mình đang cầm trên tay. Thì có nghĩa như là bây giờ mình bấm cái nút này, mình sẽ nhận được búp bê Alien mức 10 AR coin và được thối lại cho mình 90. Đó, thì bây giờ thử nè. Đấy, các bạn thấy không? Hai búp bê nè, được hai búp bê rồi và được thối là 90 Alien coin mà mình chỉ cần tốn có 1 đô liền thôi. Thấy chưa? Là hai trigger mình đang cài song song ở trong một cái map như thế này luôn nha. Đó, bây giờ là test lại một lần nữa cho các bạn xem. Thì bây giờ chúng ta thử lấy ra cả 10 con này và một cái đô liền này luôn thì coi coi chúng ta click vào cái nút này chúng ta sẽ được cái gì nha. Bấm vô tưng, mình sẽ được y như hồi nãy là được hai búp bê và thối là cho mình 90 cái AG coin. Đó, thấy chưa? Là tỷ lệ tiền tệ của nó sẽ như vậy. Đó, thì như bây giờ thì các bạn thấy là nó đang kiểu như là sử dụng cả, kích hoạt cả hai cái trigger một lúc luôn. Như các bạn mà đã xem cái hướng dẫn về cách trồng trọt thì mình cũng đã nói ở phần cuối video của cái trigger trồng trọt là khi mà mình đủ điều kiện ở trên người mình là nó sẽ kích hoạt luôn tất cả những cái trigger vòng khi mà đủ điều kiện luôn. Cho nên bây giờ này mình sẽ test lại một lần nữa. Khi mà mình đang sở hữu trên người mình 90 AG coin và 1 đô liền thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta mua một món duy nhất thôi nha. Rồi, bây giờ mình đã vừa mới đổi hai cái trigger khác rồi. Nó cũng là hai cái trigger trước đó thôi nhưng mà mình chỉnh thêm một cái điều kiện cho nó là xóa cái khói này luôn. Là khi click vào cái nút này khi mà đủ tiền là nó sẽ mất luôn cái khói này để nó không kích hoạt cái trigger thứ hai. Đó, cho nên là bây giờ khi mà mình đã cài cái trigger này và mình bấm vô cái nút này, nó sẽ nhận được một búp bê Alien Game và chỉ trừ cái 10 cái tiền này thôi và đô liền này nó vẫn là đô liền, nó không kích hoạt cái trigger của nó. Các bạn thử xem nha. Tăng tăng, đó, thấy chưa? Đô liền vẫn ở nguyên đó và nó sẽ trừ 10 cái Alien coin thôi. Đó, làm sao để nó xác định được cái đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn trigger. Yo. Ok, thì đầu tiên tất cả những cái trigger như mình đã nói thì chúng ta cần phải có kiểu như là mô hình login. Đầu tiên thì các bạn sẽ làm cho mình một cái mô hình trưng bày. Cái này thì không quan trọng nha, cái này thì các bạn muốn trưng bày cũng được, không muốn trưng bày cũng được, tùy các bạn. Nhưng cái điều quan trọng là phải làm cái nút này. Đó, thì có nghĩa chúng ta sẽ có hai cái mô hình nút. Đó, vô phần khối vuông thì các bạn sẽ có là một cái lốc búp bê, một cái nút shop này là nút để bán, nút để mua đồ á. Búp bê này là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ nhận được, kiểu như sản phẩm trưng bày thôi, nó không có quan trọng đây. Một cái vật phẩm là vật phẩm búp bê, đó, vật phẩm mà chúng ta sẽ nhận được khi mua. Vật phẩm tiền tệ thứ nhất là AG coin. Vật phẩm tiền tệ thứ hai là đô liền. Đấy, là những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị để làm cái trigger này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trigger. Hiện tại ở phần hướng dẫn này là chúng ta đang có ở tổng cộng ở đây là 4 cái trigger. Cái trigger hiệu ứng này thì các bạn bỏ đi nha, không quan trọng, tại vì cái này dễ rồi, mình chỉ làm thêm cho nó thêm sinh động, nó thêm đẹp thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái trigger ở trên. Trigger coin này là trigger sẽ mua bằng 10 AG coin để nhận cho mình một búp bê. Thì ở trigger này rất là đơn giản, như cái clip mà mình đã hướng dẫn shop tự động thôi, mình sẽ nói lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu ha. Ở phần sự kiện thì các bạn sẽ chọn là click vào khói. Điều kiện các bạn sẽ chọn là số lượng vật phẩm người chơi sở hữu lớn hơn bằng 10. Thì ở đây chính là số lượng vật phẩm là AG coin lớn hơn bằng 10. Được chưa? Điều kiện thứ hai là vị trí, lock trong vị trí cụ thể là cái nút shop, cái nút để mua. Đây là điều kiện. Hành động thì các bạn sẽ người chơi bỏ vật phẩm là 10 AG coin, thêm cho người chơi một búp bê Alien Game. Hiển thị thông tin đoạn chat đã mua búp bê Alien Game. Hiển thị thông tin đoạn chat. Cái thứ hai là AG coin trừ 10. Cái này các bạn muốn làm cũng được, không muốn làm cũng được, cái này không quan trọng nha. Cái này mình làm cho nó thêm sinh động cái trigger của mình thôi ha. Đô liền cũng y như vậy. Chỉ có một cái là cái phần điều kiện này thì cái số lượng vật phẩm sở hữu này thì chúng ta sẽ chỉnh là đô liền lớn hơn hoặc bằng 1. Và nút trong vị trí sự kiện cũng là nút shop luôn nha mọi người. Ở phần hành động thì chúng ta sẽ chỉnh là người chơi sẽ bỏ đi 1 đô liền, người chơi sẽ nhận cho mình một búp bê Alien Game và người chơi sẽ nhận thêm lại cho mình 90 AG coin. Được chưa? Là giống như là mình mua 100.000 thôi là 90.000 vậy đó bạn. Thì ở dưới đây cũng như vậy ha, các bạn chỉ là những cái thông báo thôi, muốn cài thì cài, không muốn cài thì thôi. Các bạn chỉ cần vào người chơi hiển thị thông tin đoạn chat là được. Rồi, thì cái trick ở đây là như thế nào?
đó chính là các bạn lưu ý tất cả những cái trigger của chúng ta đã làm ở bên đây nó sẽ kích hoạt từ trên, thứ tự á, từ trên xuống dưới. À, quan trọng là ở chỗ đó nha. Thì á, cái hai cái trigger hồi nãy mình test lần hai cho các bạn xem á, mà nó chỉ mua được một món á, là hai trigger ở dưới đây, thì mình chỉ add thêm cho nó một cái điều kiện duy nhất thôi là cái đập khói thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình có kiểu như là để mình test kỹ cho các bạn xem thôi, chứ nó không có quan trọng cái vấn đề này nha mọi người. Nếu như các bạn làm một cái map simulator á, thì không nên đập khói nha. Tại vì đập khói trong vị trí sự kiện nó sẽ lỗi á. Cho nên là các bạn cứ cài như hai trigger ở trên thôi. Hai trigger này là hai trigger ở dưới này, mình chỉ làm test cho mọi người thôi. Thì tắt đi thì nó sẽ giống như cái lúc đầu mà mình test, là khi bấm vô cái nút này nó sẽ kích hoạt cả hai cái trigger này luôn khi mà mình đủ tiền. Nhưng mà cái này chỉ là mình đang ở chế độ sáng tạo, mình muốn thêm bao nhiêu tiền cũng được, cho nên là nó không có xảy ra cái hiện tượng này. Nhưng mà khi chơi một cái map lưu vực phẩm bình thường như là King Miner á, thì chắc chắn là đâu phải lúc nào các bạn cũng có đủ cái số lượng tiền giống như vậy để nó kích hoạt đâu, đúng không? Cho nên là các bạn lưu ý nha, là nó sẽ kích hoạt từ trên xuống dưới. Đó, đơn giản như vậy thôi à mọi người. Thì mọi người chỉ cần để cái giá trị tiền tệ nhỏ ở phía trên, giá trị tiền tệ lớn ở phía dưới, để khi mà mình mua đồ á, nó luôn luôn sẽ kích hoạt cái trigger nhỏ ở trên trước. Đó. Cho nên là dù cho ở trong người mình có bao nhiêu tiền đi nữa thì nó cũng sẽ trừ đúng với cái số lượng mà mình đang có là 10 AG coin, cái giá trị thấp nhất. Còn nếu như các bạn không đủ 10 AG coin thì nó sẽ trừ cái giá trị tiếp theo, ví dụ như là Dolian. Nếu như trong người mình đang có 5 AG coin đi, thì khi click vào cái nút đó nó sẽ không mua được đồ, cho nên nó sẽ kích hoạt trigger Dolian để nó trừ cái Dolian đi và thối lại cho mình tiền AG coin. Cho nên là dù các bạn cài 5, 10, 15, 20 giá trị tiền tệ gì trong map của mình đi chăng nữa, thì các bạn chỉ cần nhớ một điều là để cái giá trị thấp ở trên và giá trị lớn ở dưới theo thứ tự đàng hoàng, thì nó sẽ kích hoạt đúng với cái đồ mong muốn của bạn và nó sẽ là hiệu quả nhất khi mà chúng ta sử dụng tiền tệ trong cái map của mình. Rồi bây giờ nói lại một lần nữa cái trigger ha. Đó, các bạn chỉ cần dành cho những bạn nào chưa biết thì mình sẽ nói kỹ lại, là các bạn chỉ cần chỉnh là sự kiện là lít vào khói, điều kiện là cái số lượng vật phẩm sở hữu là cái tiền tệ mà các bạn sẽ sử dụng nè, lớn hơn hoặc bằng cái số tiền, giá tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra cho cái món đồ đó, ví dụ như là 10 tiền, 20 tiền, 30 tiền. Tiếp theo đó là điều kiện thứ hai là cái khói mà chúng ta sẽ lít vô, ví dụ như đây là nút shop để mình bấm vô mình mua ha. Hành động đó là người chơi sẽ mất đi cái giá tiền mà mình cài ở điều kiện, thêm một cái vật phẩm mà mình mua, hiển thị thông tin đoạn chat là mình đã mua hay là thông báo cái gì đó cho người chơi. Đó, ở dưới cũng vậy. Rồi, và đơn giản như vậy thôi đó các bạn. Đó, và chúng ta chỉ cần như vậy thôi là các bạn có thể sử dụng tiền tệ một cách hiệu quả rồi. Nhớ, giá trị thấp để ở phía trên, giá trị cao để ở phía dưới, để chúng ta có thể kích hoạt trigger một cách nó tối ưu nhất ha. Và cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Và chúc các bạn sẽ làm thành công và sử dụng tiền tệ một cách hợp lý trong những con map của mình. Còn mình thì bây giờ mình sẽ đi chỉnh sửa cái clip này, cũng như là gửi mail cho bạn Fancy để bạn Fancy có thể làm map trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn hay, các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, nút chuông thông báo, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Bye bye, see you again, hẹn gặp lại ở clip lần sau. Whee!